con tay dài quá không không kêu con cháu hết trơn ai hết quá trời con tay không giòn tiêu lại tôi hết không được lấy thịt không phải hết được cho mẹ em đi cho mẹ em đi dạ em cũng con trẻ dạ cô cái này cưng là thứ mấy em út em cưng là thứ út không dạ. còn cái em khờ là thứ mấy cô thứ năm hả dạ cô mới đi đâu vậy em đi đóng mía đóng mía hả dạ em đó cô được 500 cô đi mua một khúc gạo 25 tí là 400 ngàn dạ. mua gạo nó mới đi dạ. Tại vì dở cái nhà phải chịu mà. Dạ. Mệt hả? Thở nhẹ nhẹ thôi, thở từ từ, hít thở từ từ thôi. Có thể chút còn tiếng dân tộc cho cô Hương đi. Em phở xa nhâm Kim Vinh Tú cũng tới là cái thượng gì đó nha. Tới quê của nội Trinh. Ở đây thì cô chú gặp con cảnh rất là nhiều luôn. Nhất là cô chú dân tộc của mẹ. Nên là Kim Vinh Tú đi xuống là cái thượng. Mến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh của Tú Trinh Vlog. Cho Tú mến chúc cả nhà lúc nào cũng luôn vui vẻ và bình an trong cuộc sống. Hôm nay thì hai vợ chồng Tú cũng đi từ thiện xuống lịch hội thượng luôn cô chú anh chị. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì Trinh Vinh Tú cũng được cô Phượng với chú Quang cho làm nhịp cầu yêu thương, nói kết yêu thương của cô Phượng với chú Quang đến với cô chú còn gặp hoàn cảnh khó khăn. Ở đây thì chú Quang với cô Phượng gửi là 14 phần cho người cho các cô chú một gặp hoàn cảnh khó khăn là 14 phần. Ở đây thì mỗi một phần là chú Quang gửi với cô Phượng gửi là 500 ngàn. Trinh Vinh Tú thì đi tới là quê nội Trinh. Ở đây thì Trinh đi ngang nhà chú Út cho nên là Trinh ghé vô nhà chú Út mà lúc trước Trinh có lợi rồi đấy cả nhà. Chú Út có dẫn Trinh đi ăn lứ đó thì hôm nay ghé vô thì chú Út cái người ở sớm thì nó là chốt đi kiếm củi. Giờ thì Trinh Vinh Tú đang trên đường đi ra cái đường này, đường thẳng ra cái đường ngoài máy kinh. Đợt trước em với anh đi ăn lưới nha mà đường dưới văn cá chốt này là nhóc nè máy kinh đi thẳng ra ngoài đó là ngoài ruộng đó để Trinh đi ra nhà dài ngoài này Trinh tìm chốt luôn nha. Rồi giờ thì Trinh cũng mời cả nhà cùng theo dõi video của gia đình Tú Trinh nha. Lúc trước Trinh Vinh Tú thì mình chốt bơi phụ cá quận mới trời cái này tá cái lắm cái chốt cái trái còng Trinh nhớ hồi nhỏ mà hồi lúc còn nhỏ là Trinh hay lượm trái còng nè, cái mình gốc đầu bên đây, gốc đầu bên đây, cái mình vũ nó ra, dễ lắm, vũ nó ra. Này mình gan lên ha, ăn. Hoặc là mình chặt á. Ừ. À đây nè, Trinh nhớ rồi, trái còng này cả nhà nhớ trái còng không? Trái còng này mình chặt ra làm hai, cái mình gốc xuống như nè, cái mình lấy đồ mình vũ nó văng ra, nè cái hộp lá tắt nè, gan rất là ngon luôn. Ủa chú Út hiếm Út đâu có tiêu rồi ta, không thấy luôn á. Nói là ra ngoài vườn để chặt củi. Lâu ha. Kiếm củi. Tại vì tháng nắng á. Kiếm củi rồi đó tháng mưa thì để mình có củi. Chú Út mấy mốc ơi. Đâu rồi? Ơi là đâu rồi? Hai chồng ngồi gốc me hả? Tâm sự hả? Ôi, me trái dữ gì kìa. Có trời trái me luôn. Quá luôn rồi. Chứ không có đâu. Chứ không chốt kiếm củi bằng đợi chờ tháng mưa hả? Cho nó may tới nè. Dạ. Ở đây thì hôm nay con cũng có đi trao phần quà yêu thương của cô Phượng với chú Quang đến cô chú mà gặp hoàn cảnh khó khăn. Ở đây thì chú Út Trinh thì cả nhà cũng đã biết là chú Út đồ phẩm mà Trinh có lại chú Út dắt đi văn lưới đó. Con cũng xin gửi phần quà yêu thương của chú Quang với cô Phượng đến với chú Út với Thiếu Út 500 ngàn để ăn một cái Tết khơ nhâm khơ may được đông đầy hơn. Dạ, đây cảm ơn chú Quang, cảm ơn cô Phượng nha. Cô Phượng dạ. Người dân tộc, chú Út có thể nói tiếng dân tộc. Dạ. Ô con phượng quang đấy là chui trong mấy ban bảo hồi con nó còn nhầm tình ban có ní họ si mẹt chui trong mấy ô con chờ xin thay mặt cho thiếu mốt với chú cảm ơn chú Quang với cô Phượng vậy thôi giờ con hai chồng cũng đi nữa ha. Dạ. Ô con chờ anh Phượng ơi cô đi vậy cháu chăn gói hả? Dạ cô đi chùa đọc kinh lại rồi ăn cháo bệnh được cô uống thuốc gì vậy cô? Uống thuốc cái này thuốc lên máu rồi thuốc mà tiểu đường. Dạ cô bị tiểu đường nữa hả? Dạ cô nấu cháo trắng hả? Cháo gói. Cháo gói nấu nước nhiều quá vậy? Vậy mới no. Nấu nước ít thôi. Cô nấu một tô cháo hết hồn nữa nha. Một nồi một vậy nước mới no mà cô bị nước có lòng đi chùa đọc kinh mệt quá. Dạ cái chùa mới lời. Dạ hôm nay con đi thì có
chú cô Phượng, cô Phượng với chú Quang ở bên Mỹ là cũng người dân tộc. Cô chú có gửi vòng quà yêu thương cho các cô chú mà còn gặp hoàn cảnh khó khăn. Dạ, ở đây thì con thấy bà cũng hoàn cảnh khó khăn là bà phải nuôi 4 người con. Ở đây con gửi cho bà 500 của chú Quang. Chú Quang với cô Phượng. Chú Quang với cô Phượng ở bên Mỹ. Nếu mà con nói nếu mà cô muốn chúc thì cô có thể chúc bằng tiếng dân tộc, tại vì cô Phượng là người dân tộc Khmer đó hả? Khmer. Bây giờ tôi chúc, tôi yêu cầu là năm mới chúc cho cô Phượng đó. Giờ tôi nói tiếng Miên đi. Dạ, nói tiếng Miên đi cô. Đổ nóng à. Để con cầm giờ lại xuống. Rồi tiền của cô. Phượng ơi, lại miên ở quân khmui, miên ở quân khmui khám rõ si ở khmui miền bàn tôi hết khmui tôi nà chân nà miền bấy phâu chân nà phâu bấy tư xong rồi bán sạch ở đây sốc. Xong rồi bán sạch ở đây sốc. Tôi ná thua cũng tôi ná sốc sốc đi sốc đấy không ai cho tôi cho ná cho nào mềm bay flow cho nào cho tôi cũng mọi việc biến không ai xong rồi không ai yêu về ngồi không ai rửa xe mềm bán phần nào chết cho nào mọi sự có rõ cho bác đích dậy chứ dậy xong bất thân nào chứ ngồi chào rửa xe tham thầm ấy ngồi chào rửa xe mềm bán ở đây thì con cũng thay mặt cô Phượng cảm ơn cô nha. Thay mặt cô Phượng chúc cô thật nhiều sức khỏe. Năm mới sức khỏe dồi dào. Ở đây thì có 500.000 để cô mua thịt với như là ăn một cái dạ ngày cúng mua đi chùa được rồi. Với trong gia đình cho con cháu vào ăn luôn ha. Con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Vậy con đi về luôn nha. Chúc cho cô mạnh khỏe năm mới ha cô. Năm mới cho cô khỏe, cho cô làm ăn phát đạt. Giúp nhà đình nghèo khổ vậy đó. Ở đây có phần quà yêu thương của cô Phượng với chú Quang ở Mỹ gửi cho cô các cụ với cô chú là gặp hoàn cảnh khó khăn đây con gửi cho cô 500. Nếu cô muốn chúc thì cô cứ thể chúc bằng tiếng dân tộc, tại vì cô Phượng là người dân tộc. Cô đó người dân tộc hả? Cảm ơn cô đem lại nè. Không có gì đâu. Cô này hình như thấy có quen quen mà. Không con lại cho bà một lần rồi mà, không? Mà ở chợ rồi, em cũng cảm ơn chị nha. Lo cho mẹ em nữa. Bữa nay chị đi lại là chị mới thấy cưng, chị tưởng đâu là em đi làm chị có cái thờ thôi vậy là cưng đúng mía hả? Rồi con cũng chúc bà nhiều sức khỏe. Nhà này nhà sát bên thì cô tình thương luôn rồi cô chú anh chị. Ở đây thì hồi nãy Trinh giỡn với em á, Trinh nói là Trinh còn một phần là chị lo cho mẹ em thì em rất là vui nên là em nhường cái phần đó cho mẹ. Ở đây thì em đi đúng mía cũng mới về. Cưng được mấy đứa con? Em hai đứa, hai đứa con, hai chồng đúng mía ha. Nói chung thì em cũng khó khăn nhưng mà em còn trẻ nên là em có sức khỏe để đi làm. Cô Phượng với chú Quang ở bên Mỹ có gửi quần quà yêu thương đến cô chú mà gặp hoàn cảnh khó khăn. Ở đây thì con còn trẻ nhưng mà con cũng phấn đấu để làm. Đây là 500.000 để con ăn Tết. Cho một cái Tết đông đầy hơn ha. Chị gửi con 500.000. Cô đã cún băng sợi nồi đất Mỹ bán nhà lôi mà ôn hộp mẹ. Con đã cún này chăng. Có 500.000 thì mình có tiền mua đồ cúng một Tết ha. Tao băng cô lôi mẹ ở qua nhà tôm. Rồi chị chúc con nhiều sức khỏe nha. Mấy giờ chị đâu có biết đâu. Nó nghèo không có cái gì hết trơn. Nó kêu lặng nghèo không có gì hết trơn. Cái lặng đi đi đâu nghĩa là có. Thôi vậy chị cũng chúc nhiều sức khỏe ha. Ôn chúc hai anh chị đi làm cũng khỏe ha. Rồi nhà mặn gỏi nha. Thôi cho bộ nhà nha. Nó cho ai cho chị hết trơn đó. Cho ai chị không cho đúng không? Có cho. Cho chị không? Cho chị mình chút là chặt đợt đại lợi ở đâu. Cho xin 10.000 đi. Ôi mầm chuột mà không được đó đó. Không cho luôn rồi cho chúng ta lấy lại cái đó. Cứ ở nhà đừng đi ra đường nghe xe. Có hụt á, cô được 500 cô đi mua một khúc gạo 25 kg là 400.000. Mua gạo nó mới đi. Rồi 100.000 chứ sao không? Nói con chị đi vô đánh mang ta 100.000. Mừng quá trời đó nào. Ta là sang ngô em ơi. Cái cô đó hai người đó lại cho được 500.000. Con cháu rồi nó mừng thôi là mừng. Ê nhà có hai mẹ con hả?
con không? Hai mẹ con. Cơm nấu ăn cơm chưa? Khi nổ. Hả? Ừ. Ê, ăn rồi. Nè, nói vậy nè. Ừ. Cái gì? Đi đâu đi đâu? Người giỏng hả? Người giỏng hả? Tụi kia đi tắm đi, đổ hôi nhóc luôn mà không chịu đi tắm đâu. Này là tắm, mình tắm đâu hay là tắm cho nó tắm luôn hả? Tắm cho nó được thì nó không có chết gì đâu, tưới không à. Nay em được nhiêu tuổi rồi? 29 rồi đó. 29 là mắc mẹ tắm rồi đó nha. Ừ. Còn với là số nay đi cỡ tình thương của cô Vượng. Dạ. Cô Vượng Vũ Quang ở bên Mỹ. Dạ. Cỡ hoàng hoài thương cho các cô chú. Mời gặp anh chào. Dạ. Ở đây thì cô Vượng muốn chia sẻ cái điều khó khăn với cô. Ừ. Dạ. 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 Chú thì cô có thể chút ý dân tộc. Ừ, cũng đi. Ý dân tộc cũng được. Ừ, rồi, của xi măng bánh, lưu tích lạc hàng lên trời đi quỳ. Mình ăn cho giàu có đi, mình cho quả mình cho. Tại vì cô khổ vậy chúng cũng đó. Ừ. Tại vì cô Phượng đó là người dân tộc. Ừ. Cô có thể nói tiếng dân tộc của Phượng. Chính nha. Ừ, cô Phượng ơi, cô Phượng tôi cảm ơn nhiều nha cô. Cảm ơn cô nhiều lắm đó. Dạ. Ừ. Thấy ạ, cô Phượng khờ, quên mới nói, ạ, cô Phượng á. Ở Mỹ thấy không? Dạ. Ừ. Mắt cho cái sạch đi. Ây ơi, cô ơi, cô cảm ơn cô nhiều lắm đó. Cảm ơn đó, hay lần ở đây mà bên đó. Cái này thì của cô Phượng. Dạ. Cô Phượng muốn gửi cho cô để cô có tiền mua gạo nha. Dạ. Cô Phượng được 500 ngàn. Dạ. Ê, mất gạo cái này. Cái này là em nghe. Là Tết là cô cũng có tiền để ăn cái Tết. Nó biết không? Biết á. Biết lấy ghế. Lấy ghế ngồi đấy kìa. Lấy ghế ngồi đó đó. Biết mà bữa nào bà cái ghế ngồi nó đó. Thì mình ngồi được á. Vậy cô nó hợp không? Tại vì trời nắng hả? Nắng quá. Ừ. Cô nằm đây mình lên hả? Ừ. Dạ. Bữa nay bà khỏe không? Ừ. Nay bà khỏe không? Ừ. Dỡ nhà ra lên là ở ngoài sân nha. Dạ. Dạ. Mùi hương cháo đấy, em lại bún á. Em bún hả cô? Dạ, ăn. Dạ bà cụ. Ở đây con có đi lan tỏa tình thương của cô Phượng. Cô Phượng với chú Quang bên Mỹ gửi tặng cho các cụ người dân tộc Khmer còn gặp hoàn cảnh khó khăn. Dạ, dạ đây con gửi cho cụ 500 ngàn để cụ có tiền ăn một cái Tết dân tộc được vui vẻ, xung vầy hơn nha. Dạ. Dạ. Con cũng chúc bà thật nhiều sức khỏe luôn nha. Dạ. Vừa móc tay bà già dạ, sao bà không hớt? Móc tay dài quá không kêu con cháu hớt cho. Ai hớt chứ. Quá trời, móc tay cũng giòn. Kêu lại nó hớt không được, hớt lấy thịt không. Phải hớt mới được, móc tay quá dài rồi. Dạ, mau luôn. Dạ. Bao quá thôi, nghỉ đi. Dạ, vậy con chúc bà thật nhiều sức khỏe con đi nha. Dạ, chúc bà Tết Khmer nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Cô. Ôi, cái này dở nhà xong rồi ở ngoài này nắng dữ rồi. Đó. Nắng chết luôn một cái cụ. Chó xài ở ngoài này nắng dữ lắm luôn. Tại vì dở cái nhà phải chịu à. Đây là ba cô của cô hả? Dỡ nhà ra làm cho cô cất ở bên trên đó, nhà tình thương. Thì cô phải dỡ xuống ở với cái đất người ta không bằng lúa cả nhà, đất ruộng á. Ừ. Nóng được lắm. Vòng vòng đỡ. To gò luôn, nhắm phỏng tay luôn nè. Ừ. Dạ. Ở đây thì có cô Phượng với chú Quang ở bên Mỹ. Dỡ hoàng hoài thương cho các cô chú gặp hoàn cảnh khó khăn á. Dạ 500 ngàn để ăn một cái Tết dân tộc được xung vầy hơn nha cô. Con gửi cô 500 để có tiền ăn Tết nha. Cô. Để đại đi không sao đâu, khỏi nắng lên đâu. Muộn hay là mẹ chồng của cô? Mẹ chồng của cô ạ. À? Năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 86 rồi. 86. À, cái hình trụng đất. Dạ. Còn nhà là, nhà này con đi vô đây là nguyên một cái khu nhà tình thương không hả cô? Ừ, nhà là tình thương không à. 86 nhưng bà cụ yếu nha. Ừ. Dạ. Cụ còn biết không? Không biết đâu. Có đâu là năm mấy rồi đó cô. Dạ. Ở đây thì có món quà tình thương của cô Phượng với chú Quang. Dạ. Muốn gửi cho các cô chú mới gặp hoàn cảnh khó khăn á. Dạ. Dạ, ở đây thì cô cũng khó khăn là cái nhà thì nhà tường nhưng mà là nhà tình thương. Dạ. Con cũng gửi phần quà của cô Phượng với chú Quang cho cô. Dạ. Chúc cô năm mới thật nhiều sức khỏe. Dạ. Để chăm sóc cho bà cụ luôn nha. Dạ, mình cảm ơn nha. Dạ. Xíu là cảm ơn chú nha. Dạ, không có gì đâu con. Dạ. Chúc cô với bà cụ năm mới nhiều sức khỏe nha. Dạ. Vậy thôi con đi nha. Dạ, dạ. Dạ. Cảm ơn xíu nha. Dạ. Cánh quạt bờm ở dưới đó là chuẩn bị xuống dưới mỏ ó của chú anh chị gần bãi biển à.
Em giữ đường. Nhà cô mấy người? Có 4 người mẹ con. 4 mẹ con. Ừ. Mà cô không có chồng. Dạ. Sao cô thở vậy? Mệt. Ủa tiểu đường mệt vậy. Dạ. Ổng tới chết 8 năm hay cô. Dạ. Ở đây thì con cũng được biết hoàn cảnh của cô cũng còn khó khăn ha. Dạ. Dạ, ở đây có cô Phượng với chú Quang bên Mỹ gửi phần quà yêu thương đến các cô chú mà gặp hoàn cảnh khó khăn là 500.000. Dạ. Để cô chú đón một cái Tết dân tộc được đông đầy hơn ha. Dạ, dạ con gửi, cô gửi cho cô. À, con chúc cô thật nhiều sức khỏe luôn nha cô. Dạ. Thím chú. Dạ. Ở đây thì có tiền rồi thì cô mua gạo ha. Dạ, mua gạo với mua thịt để ăn Tết cho nó đông đầy hơn nha. Mệt. Ở đây cô mổ gì nữa, cô mổ bú hả? Cái này hồi đó mình sức liếc á. Dạ. Nậu cô ơi, nậu bên này nè, bên nó cổ nè. Dạ. Cái nắp cổ thật dạ. Trong bèo. Nói một. Nói một. Dạ. Vậy giờ con đi luôn nha. Con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú. Cô chú. Dạ con chào cô chú. Hôm nay chú khỏe không chú? Khỏe. Hôm nay khỏe khỏe, hai chú đi tắm hả? Có nằm ở sau rồi. Dạ. Thế này cái nó mệt thì sao? Mệt hả? Ừ. Thở nhẹ nhẹ thôi, thở từ từ, hít thở từ từ thôi. Ừ. Hít thở từ từ khỏe hơn là chú thở thở, thở gấp á, cảm thấy mệt thêm. Hít vô thở ra nhẹ nhẹ thôi. Dạ. Dạ. Dạ, ở đây thì con cũng có về là Phượng, con có đi ngang thì con cũng thăm sức khỏe chú làm sao ha. Chú cũng thăm sức khỏe chú. Sau nữa thì có phần quà của chú Quang với cô Phượng cũng gửi phần quà yêu thương đến cô chú gặp hoàn cảnh khó khăn. Dạ là 500.000 để cô chú ăn một cái Tết Khmer được đông đầy hơn. Dạ con gửi cho cô chú. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ con chúc cô chú là nhiều sức khỏe luôn nha. Chú thở từ từ thôi, thở từ từ thôi. Đừng có gấp quá là nó sẽ mệt thêm nha. Dạ. Vậy chú giữ gìn sức khỏe con đi nha. Chị nói là cô cũng bệnh không có tiền mua thuốc hả con? Cô sống với ai? Nãy thì Trinh ghé vô cho chú với cô bên kia thì có em đó nói là chị ơi có thể trích phần quà cho cô bên đây không, cô bên đây bệnh không có tiền mua thuốc, rồi hôm qua cô bệnh mà không có tiền, em chỉ còn mấy chục ngàn nên là em đưa cho tiền cho cô trích. Thì hôm nay thì con qua hỏi sức khỏe cô hôm nay sao rồi? Ờ, cũng ói rồi nó đi đi đúng không? Là, đổ, luôn. Là cô chưa có đi bệnh viện đúng không? Không có đi bệnh viện. Dạ. Ở đây thì mình ở đây thì cái nhà của cô thì nhà tình thương cái nhà tình nghĩa, nhà tình nghĩa. Thì ở đây có phần quà yêu thương của chú Quang với cô Phượng. Dạ muốn dành phần quà gửi cho các cô chú mà gặp cảnh khó khăn. Ở đây con gửi cho cô 500.000 để cô có tiền đi mua thuốc hay cô ha. Dạ nhiều. Dạ. Mua thuốc với lại có tiền mua gạo cho cô. Dạ. Dạ, con chúc cô thuốc uống khỏe lại nha. Cô cảm ơn cô hai con nhiều lắm nha. Đây thì cô xin thay mặt cho cô cảm ơn chú Quang với cô Phượng đã yêu thương những người còn hoàn cảnh khó khăn. Con chúc cô thật nhiều sức khỏe nha, chị cô đi nha. À, dạ. Tôi cảm ơn em. Dạ, không có gì đâu cô. Chú khỏe không chú? Có muốn chị vậy rồi. Chuyện gì à? Cô đâu rồi? Nay cô đâu rồi? Đi chết bảo xuống đường 3-4 năm. Cô đi chết chú nhà. Không chết thì cái gai ngủ quá nó chú ơi cô đi chưa? Nhà, dạ, ở đây thì con đi đi Phượng nên là con đi ngang con thăm cô chú. Dạ, ở đây có phần quà yêu thương của chú Quang với cô Phượng bên Mỹ á. Dạ, dạ muốn gửi phần quà yêu thương cho các cô dạ, chú mà gặp hoàn cảnh khó khăn. Dạ, dạ. Ở đây thì nhà của chú nhỏ nha chú Quang, ở ngoài mé sông á. Cho nên là con thấy cũng thương, con chích phần quà gửi cho chú. Cảm ơn cô. Dạ, để cô dạ. Chú có tiền mua thuốc chứ mua dạ. Gạo luôn nha. Mua gạo. Dạ, con cầm được không? Có tiền. Dạ thì con chúc chú nhiều sức khỏe con về nha. Dạ, dạ. Cảm ơn cô. Dạ không có gì dạ. Chú con đi nha. Nay sao rồi, khỏe không? Cũng như mà ngồi đợi gì đó, ngồi chút. Nay thì chị cũng có đi xuống Lê Đình Thượng để cho cô chú còn gặp hoàn cảnh khó khăn á. Dạ. Thì chị cũng ghé ngang để thăm cưng như thế nào. Dạ. Ở đây thì chú Quang với cô Phượng có gửi phần quà yêu thương cho các cô chú và như là em còn đọc hoàn cảnh khó khăn thì 500.000 chị gửi cho em nha. Dạ. Để phụ giúp cho vợ cưng có tiền mua gạo nha. Tay này cầm được không? Bên đây để chị xếp lên nha. Bên đây cũng vậy luôn. Bên đây hả? Đây là của cô Phượng chú Quang bên Mỹ. Dạ cho cô Phượng biết tiếng dân tộc, cưng nói tiếng dân tộc nào không? Có thể chút phần tiếng dân tộc cho cô Phượng đi. Em phở xa nhâm xôm ao con cỏ xa thông để chui đa cỏ xa con nữa chấm nguồn lấy tập đặc đắc cỏ xa đa xả nước cỏ xa con xôm ao con tràn
hay xôm ôi phở xa báo chuột tay sinh nạn lọ nâng xuất hiện con con rụt giá hay nâng học thành bằng hơi chút là phở xa báo hay nâng thông đó khá này mà con xôm đó chị cũng thay mặt cô Hữu chú Quang cảm ơn cưng nha, chúc cưng nhiều sức khỏe nha. Nay cái tay sao thấy nó bự bự như ta, có sưng không? Vậy là nằm đứng mới nằm xuống á, ngồi á giống như là nó không có thông máu huyết nha. À, nó mới ngồi xuống. Vậy chị với Vinh Tú cũng còn một hộ gia đình đó, chị đi luôn nha. Rồi. Chúc cưng nhiều sức khỏe nha. Rồi, cảm ơn. Thất nghiệp rồi nè. Thất nghiệp hả? Thôi rồi, hôm nay thất nghiệp rồi nè. Không vô, không nhắc luôn nè, xương không à. Giờ không chị em làm. Dạ, giờ không chị làm, bữa con đi ngang gặp chú Tư sơn cửa cho người ta. Bữa nay thì chú Tư hết việc để làm cái nhà, tại vì gần tới Tết người ta đâu có sơn cửa nữa. Còn mấy ngày mới vô Tết rồi. Tết rồi, 2-3 bữa nữa. Ở đây thì con có đi xuống Lịch Thượng, quê của nội, để phát phần quà yêu thương của cô Phượng với chú Quang gửi cho các cô chú gặp hoàn cảnh khó khăn là 500.000. Ở đây thì chú Tư không có con trai, có con gái nên là gả hết hai đứa gái rồi, giờ còn hai đàn già không à, thì cũng còn khó khăn. Ở đây con gửi cho chú Tư là 500.000 để chú Tư ăn cái Tết dân tộc được đông đầy hơn nha. Xin chị đi nha. Xin chị Phượng nha. Con mau về chỗ cho năm đại ha. Ê, ổn nó khỏe mới đó. Nhờ nó thảo tắm hồi chứ không có phân. Rồi chúc gì? Dịch cho nghe. Chúc gì? Chúc là làm được cái tiền bạc lại rồi gửi cho những người nghèo khổ như mình đi nè. Dạ. Dạ. Con cũng chúc chú Tư nhiều sức khỏe nha. Dạ. Chị con xin thay mặt chú Tư cũng chúc cô Phượng và chú Quang. Chú Quang thì người Việt thật sự sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Dạ thì con đi về luôn nha. Dạ. Dạ. Con giờ luôn chú Tư nha. Dạ, dạ. Ở đây thì trên đường trên Thiên Nhân Lịch Thượng nữa nha. Nước mặn á cho nên là người ta không có làm lúa. Nên là người dân tộc năm nay ăn Tết không có lớn nữa nha. Tại nhà ai cũng không có bông hoa gì hết. Tại vì người ta không có tiền á. Nên thì cánh đồng mênh mông mà không có làm lúa. Nắng quá thì nắng khô queo luôn. Là thêm nước mặn nữa, năm nay nước mặn từ Tết giờ nước mặn thì hai lần nữa nè, nên là người dân ở đây người ta khó nói chung là người ta còn khổ dữ lắm luôn. Giờ nước mặn rồi đâu có dám lên được, giờ mặn lúa cũng chết rồi. Bỏ. À, mặn cũng bỏ. Giờ nắng là Trinh với Tú đang đứng quậy nha. Nhìn ra đó là thấy như là lửa luôn, chú hực 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 luôn đó. Nóng cực kỳ đó. Hực 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 như lửa vậy. Nguyên một cánh đồng lớn lắm đây nha. Bò trên này keo chín nha Tú. Ở chỗ Trinh thì kêu bằng me keo, bò chỗ anh Tú kêu bằng me nước anh Tú. Bò nhỏ Trinh nhớ là Trinh hay đi kẻ trên me keo này đó nha. Tú đợi quanh. Ăn thì có trái nó ngọt, có trái nó chắc chắc. Anh bẻ chùm xanh bên ngoài nè anh, chùm xanh nó ăn được anh, đổ tay nữa anh, chỗ cùi chỏ lên Tú. Ờ đó. Wow. Mắt mạo nãy chà bá luôn nha. Lâu rồi ăn lại. Mấy trái xanh đó anh. Ờ đó. Ở trên đầu anh có nguyên một chùm chín ngon sợ anh Tú. Đây là thành quả anh Tú xuống bẻ me keo nè cả nhà. Anh Tú thấy trên nó là ngon Tú xuống bẻ nè. Wow. Mắt nào mắt lấy hết hồn luôn Tú. Rồi Tú mời cả nhà nha. Cái này thường được kêu me keo, cái chứ dùng Tú kêu bằng cái me nước. Keo me nước, ngọt ngọt, có khi ngầm trái thì nó chát. Mà nó chín là nó hết chát rồi phải không? Hết sức lâu nghe được cái mùi thơm của me nước. Mới thưởng thức được cái me keo, đâu che mắt anh. Này nè, che cái này đi, che cái này đi. Nè cả nhà, nè nước cái mắt cái gì là mới ngon nè. Đây này anh gỡ cho em nè. Thơm lắm luôn. Nè. Thơm quá vậy? Đó, thơm phức quá. Nè cả nhà. Cái mắt me keo nè, thơm dữ lắm luôn á. Ừ, Tú mời cả nhà luôn nha. ngọt quá hả? Ừ, thơm quá thơm. Này còn hơn cá nuôi nữa. Anh, hả? Cái này biết gì không? Anh Đạt anh bắt được á. Anh lấy 12 cái ngục á. Anh Đạt anh bắt được. Đem xuống hầm mình nuôi. Ừ thì đó. Cái mình mới móc mương đó. Ờ, giống như trời mưa vậy ha. Sệt con luôn nè. Ừ, lấy miếng chài theo ha. Ừ, mình lấy đi theo, mình đi đây, mình lấy miếng chài, mình chài
Đúng rồi đó, em nói đúng rồi đó. Thôi ôi. Lư chân luôn. Phú thì đã có xạ nè. Còn ở chỗ Lịch Thượng là không có làm gì nữa. Lịch Thượng là Tú đi tới đó là dùng nước mặn này. Đồng khô cỏ trái luôn. Quá cá cá anh Tú. Cái này mê quá. Về nuôi. Ừ. Tại vì cái này người ta làm cái đập cao quá, không có xong cái tẩm nước được. Cái này là chỉ đợi là nắng xuống cái nước hết nước rồi. Ừ. Cái nào quá. Này mà ở gần nhà Trinh là Trinh xúc hết luôn. Là ở gần nhà là Trinh thấy gỗ xúc là Trinh xúc dưới bắp về nuôi chơi. Quá cá luôn. Hết hồn cá luôn rồi. Hồi nãy thì vợ Tú xuống á thì nó nhát không cô chú anh chị. Bây giờ này lên nè, giờ quá lẽ. Nhưng như mưa vậy. Cái này mà nắng thêm vài bữa nữa là nó cạn queo liền á. Tại vì không có nước vô, nước mặn tắm cho vô á. Rồi nó cạn. Cái này mà gặp nhà là rồi, bắt hết rồi. Trời ơi. Cái này luôn ha. Ừ, ham quá trời, ham luôn. Anh có ghé nhà anh Chính á, anh Chính nói con cá cam này ngon lắm. Anh đang nướng mà anh cho Trinh khúc, Trinh chạy về xa quá là cá nó không có được ngon nữa, nên là Trinh sẽ muối. Muối để chiên. Ở đây thì muối với bột ngọt anh bỏ vô. Trinh cũng ốp chung với xả nè. Cái này anh Chính nói cá tư á là mà mình nướng bằng cái giấy bạc á, ngon lắm mà đó giờ Trinh chưa ăn. Anh cũng không biết. Nãy thấy anh nướng á, nhưng mà Trinh đi đường xa quá. Bỏ nước đá vô mà nó cũng không có đủ lạnh á. Cá nó cũng không có còn tư nữa thôi, Trinh thấy vậy Trinh muối chiên đi. Ở đây xả ớt à, Trinh bỏ vô. Tại Trinh thấy nó là cá biển á nên là muối chiên, chứ nãy giờ cũng chưa ăn cá cam nữa. Muối để đây cái khoảng 15 phút cho Trinh chiên. Để Trinh ra ngoài vườn coi có gì bẻ vô xào ha, nấu canh vậy. Trinh bỏ qua, Trinh đi qua rễ ra với anh Tú á. Rồi là cá chấm nè. Chở lên đêm. Để Trinh đi về cái nắng. Nắng nóng ra cái hên cá thôi. Cho nên không có nó ngon. Nên là muối xả chiên luôn. Chở thì nó dính rồi. Xả muối xả chiên thơm nè, muối ăn thơm. Lớp xả dưới lớp lên luôn. Một chút thôi. Cho chín cái này để nó khét xả. Nở chín cá mình vớt ra mình bỏ xả vô mình xào. Qua bên vườn nè, xin bẻ miếng rau má nha. Đi bẻ thêm nấm nhãn lòng cho thơm. Ở đây thì xin có bùn ngót nữa nè. Bùn ngót qua anh Tú dập ruột sình đó. Cho nên là sình hồi ngâm mới rửa được. Với rau mùng tơi rồi nè. Rau dờn. Giờ xin sẽ làm chung với xin ngâm cho nó ra sình, mình đem đi rửa. Ra vườn có gì thì Trinh bẻ nó vô nấu canh ăn luôn. Này thì có muối đường với bột ngọt với hạt nêm. Trinh bỏ vô Trinh nêm cho nó tan, cái này cho bỏ rau luôn. Cho nó sôi bừng, mình bỏ rau vô được rồi. Giờ cũng sôi ha, Trinh bỏ rau vô luôn. Này có rau dền nên là nước nó sẽ bị tím tím. Cái nước lá rau dền nó ra thôi. Bị tím tím. Này nấu canh đập tàn. Bữa cơm gia đình Tú thì cũng chuẩn bị xong rồi cô chú anh chị. Tú cũng mời cô chú anh chị ăn cơm luôn. Em mời cả nhà dùng cơm gia đình Tú Chinh nha. Con mời ba, con mời mẹ, con mời chú ăn cơm. Ăn cơm đi con. Con mời ba, con mời mẹ, mời chú ăn cơm. Ăn cơm đi con. Sáng thì hai chồng Tú cũng thức tranh thủ 5 giờ sáng để đi hơi xa với cô chú anh chị tới lịch hội thượng. Cũng tranh thủ về là cho anh Thư ăn cơm lát đi học luôn. Thư còn học buổi chiều nữa. Nhưng mà tranh thủ ăn nhanh hơn đi học. Thư, con cá cam này thịt không à? Anh Chính cho Tú thì nó cũng thịt không mà cô chú anh chị. Cứ có cá là thấy thịt hay không thấy đâu nó xương. Tú thì cũng dục sình mấy qua, hiện nay cũng hơi gấu gáo. Cũng dùng dắt hả?
nè, chú này chắc thả cá được nè. Cái cam quá vậy, thật luôn đó. Dạ. Nó xương hài thế nè, thấy không? Ừ. Giống như con cá gì đó. Cá ngừ hả? Cá ngừ. Ừ. Nó còn xương bự không à. Ừ, dạ kêu. Ồ, dạ kêu. Cái tối gì nữa, kêu cái giòn nó cho luôn á. Dạ kêu là chuẩn bị cái đứa học sinh nghỉ hè đó. Dạ kêu nghỉ hè. Nó đậu như trên cái nhãn em ơi. Lộn đúng đó. Ờ. Ừ, đậu cây cà na. Dạ. Trên cây cà na có lá trên. Hôm nay cũng có chút gió nè cô chú anh chị. Hiu 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 à. Mời cả nhà ăn cơm. Này đường nắng quá, uống nước nhiều ha. Mình uống rồi sáu bịch trà nước. Nó cam thịt không nè. Cá thịt hơn cá rừng. Cá cam thì chắc bắt thế à? Không biết. Nghe nướng ngon lắm luôn. Ừ. Anh Chính không ăn là anh tặng cho hai chồng mình luôn. Ở gần biển á. Chỗ lúc đó mỏ ó mà. Gần biển. Hồi nãy anh có quay cánh quạt gió cho cô chú anh chị xem nữa. Quạt ăn. Quạt gió. Quạt gió biển. Cả nhà ơi, bữa ăn của gia đình Túi Trinh thì cũng đã dùng bữa xong. Trinh cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Nhân đây con cũng xin cảm ơn chú Quang với cô Phượng đã yêu thương những người còn hoàn cảnh khó khăn, cho vợ chồng con làm nhịp cầu nối yêu thương của cô Phượng và chú Quang đến với mọi người. Con cảm ơn cô Phượng rất nhiều. Con xin mến chúc cô Phượng và chú Quang lúc nào cũng thật sự sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Giờ thì clip của gia đình đến đây đã kết thúc. Trinh xin hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo nha. Tôi xin chào cả nhà. Con chào mọi cô chú.